Hello, chào các bạn ạ. Tình hình dịch ở thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp quá các bạn ơi. Sau khi thực hiện cách ly xã hội thì cái tình trạng dịch đã chưa có dấu hiệu dừng lại các bạn ạ. Những ngày hôm nay là liên tục là xét nghiệm và phát hiện ra rất là nhiều ca. 6 giờ ngày 29 tháng 7 là có 446 ca nữa các bạn này. Nhưng mà chiều hôm nay là có nghe một thông báo là phát hiện thêm 4 ca đấy. Như vậy là chúng ta đã 450 ca các bạn. Mình nghĩ rằng qua một đêm nay thì sẽ có công bố một số liệu mới. Và đặc biệt nó rất diễn biến phức tạp như thế nào các bạn biết không? Tất cả những cái ca mà lây nhiễm này các bạn này, cái lộ trình của họ là đi lung tung phang đang á. Chỗ nào họ cũng đi hết. Người đi chợ, người đi nhà thờ, người đi tới bệnh viện, người đi lên xe buýt, người đi đến trung tâm thương mại. Nói chung là bây giờ là tỏa đi khắp nơi, không riêng thành phố Đà Nẵng các bạn ạ. Đợt vừa rồi như các bạn biết là đã có thông tin dịch ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ở Đắk Lắk cũng có một vài trường hợp rồi, có một trường hợp rồi. Như vậy các bạn biết là nó đã có sự lây lan ra cộng đồng, không còn ở thành phố Đà Nẵng nữa các bạn. Mà Đà Nẵng là trung tâm rồi, cho nên thành phố Đà Nẵng đang thực hiện rất là mạnh mẽ các bạn. Nói chung là cách ly tuyệt đối các bạn, không có lơ là mất cảnh giác, dường như chỗ nào cũng có khả năng là bị lây nhiễm hết các bạn, không còn an toàn nữa các bạn ơi. Hôm nay mình ngồi mình làm những cái bài cho các bạn ở đây, không biết là ngày mai ngày mốt cũng có bị nhiễm hay không, mình cũng không biết trước được các bạn. Hiện bây giờ là tất cả các địa bàn trên thành phố Đà Nẵng đều có người dính hết trơn, là không chừa chỗ nào hết. Rồi ngày hôm nay mình có một cái bài viết về liên quan đến bất động sản các bạn ạ. Đầu rồi có một số bạn comment và nhắn tin hỏi thăm mình đó là vì sao mà bất động sản nó chưa có giảm. Kinh tế thì khủng hoảng như vậy, Covid thì lây lan mà thấy giá nó bình bình, nó đứng đứng yên yên vậy. Vì sao nó không chịu giảm? Và như vậy là có nên đầu tư lại chưa? Thì thôi thì ngày hôm nay thì mình làm một cái bài để giải thích cho các bạn về cái việc mà vì sao giá bất động sản nó không có chịu giảm trong khi nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những suy giảm. Đây là một câu hỏi thì mình cũng cũng khó trả lời các bạn. Mình cố gắng mình làm trong một cái khả năng của mình thôi. Như bạn biết đó thì khi mà chúng ta vào trong cái Google chúng ta gõ bạn này, vì sao kinh tế khủng hoảng mà giá nhà đất không hề giảm, thì các bạn dường như không thấy một cái câu trả lời nào xác đáng hết các bạn. Mình đạp tung mới ra rồi, mình không thấy. Quanh đi quẩn lại là những cái câu như thế này các bạn này. Vì sao bất động sản lại không giảm trong mùa dịch Covid? Giá bất động sản vì sao vẫn dẫm chân tại chỗ? Vì sao hậu dịch Covid bất động sản không hề giảm? Vì sao bất động sản lại lên cơn sốt? Các bạn ơi, toàn là lên cơn sốt chứ không giảm không á. Nhà đầu tư có nên bắt đáy bất động sản thời dịch Covid hay là chưa? Bất động sản năm 2020 sẽ tăng hay là giảm? Nói tóm lại mình đọc một số báo thì nôm na người ta giải thích như thế nào các bạn này. Người ta nói là đất bất động sản Việt Nam hiện bây giờ không có dấu hiệu giảm là vì hiện bây giờ có nguồn cung nó khan hiếm. Nguồn cung khan hiếm là việc đợt vừa rồi là do cái yếu tố về pháp lý, cho nên nhà nước không có phê duyệt những cái dự án cho mấy anh đi, cho nên là anh không có ra hàng được. Thôi thì ngày hôm nay mình làm một cái bài mình chia sẻ với các bạn. Mình cũng có cố gắng mình giải thích một số cái quan điểm theo cá nhân của mình thôi. Còn có gì thiếu hoặc là các bạn bổ sung thêm, mình sẽ giải thích vì sao kinh tế suy giảm, mọi thứ đều bất lợi. Kinh tế thì lao đao, người người thì đang thất nghiệp. Các doanh nghiệp là có nguy cơ phá sản rất là cao, bây giờ đóng cửa rất là nhiều. Tất cả nền kinh tế dường như đang dừng lại, mà vì sao bất động sản nó không có dấu hiệu giảm xuống? Một số nơi ví dụ như Sài Gòn, Hà Nội, đợt vừa rồi báo chí đăng á, là khi bán á, sản phẩm ra thì tăng so với năm 2019 là từ 5% đến 7%.
Như các bạn biết là cách đây 10 năm á, năm 2008 là 9 là 10 á, kinh tế Việt Nam khủng hoảng các bạn ạ. Thì có giá bất động sản nó rớt xuống hơn 50% các bạn, có nghĩa là còn một nửa thôi. Vì sao mà nó điều đó nó không lặp lại tại cái thời điểm này? Rồi, bây giờ mình đi vào chi tiết các bạn. Một cái nguyên nhân thứ nhất là mình đánh giá như thế này các bạn này, là các chủ đầu tư á, hiện bây giờ người ta bán sản phẩm ra là họ không giảm giá các bạn ạ. Và dường như họ không bao giờ giảm giá bán các bạn. Như các bạn biết á, là chủ đầu tư người ta có một cái nguyên tắc ra sản phẩm như thế nào các bạn này. Giá bán đợt sau á, là luôn luôn cao hơn cái giá bán đợt trước. À, mục đích của họ là vì sao các bạn? Mục đích của họ là để bảo vệ cái quyền lợi của những nhà đầu tư trước đó. Có thể chúng ta gọi đây là những nhà đầu tư F1 đi. Như vậy các bạn biết á, nếu như mà họ giảm giá bán á, thì họ đã vô tình làm thiệt hại cho những nhà đầu tư trước đó. Như vậy là chủ đầu tư và nhà đầu tư thì họ không muốn cái điều đó xảy ra. Cho nên có chủ đầu tư á, giá bán lúc nào là họ, một là họ giữ nguyên, còn hai là họ bán chênh lên một xíu, có thể là 1% hoặc 2%, có thể là họ viện cớ như thế này các bạn ạ. Họ viện cớ là ví dụ như là hạ tầng bây giờ hoàn thiện hơn, rồi chi phí vật liệu cao hơn, chi phí nhân công cao hơn, như vậy là giá bán phải tăng lên, ví dụ như vậy. Như vậy là như bạn biết là họ không có giảm giá bán các bạn, nhưng mà họ rất là khéo léo, họ giảm giá thông qua cái chính sách bán hàng. Ví dụ như họ tăng thêm phần chiết khấu, ví dụ như một sản phẩm trước kia là người ta chiết khấu là 8%, bây giờ người ta có thể chiết khấu là 10% hoặc là 12%, mà cái phần chiết khấu đó là chỉ có những nhà đầu tư, những người đầu tư F1 á, là họ hưởng được cái phần đó. Còn qua F2, F3, F4 á, thì giảm dần, giảm dần, giảm dần. Cái khoản chiết khấu này là một cái có cách để người ta giảm giá cho những nhà đầu tư, nhưng mà trên cái giá bán á, là họ vẫn luôn luôn cao hơn cái giá bán đợt trước. Có chuyện nằm chỗ đó các bạn này. Đây cái nó phải nói là một cái phương cách buôn bán giữa các nhà đầu tư mà họ đã thực hiện dường như đại trà hết các bạn. Tất cả các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam hiện bây giờ người ta đều thực hiện như vậy hết các bạn này. Không có ông nào giảm giá ra cả. Các bạn không tin thì các bạn cứ đi khảo sát hết đi. Không có ông nào giảm giá. Rồi, một nguyên nhân thứ hai mà theo mình quan sát á, thì như bạn biết là hiện bây giờ các bạn hãy nhìn đi, bất động sản Việt Nam hiện bây giờ đó đang nằm trong tay của ai? Xin thưa các bạn là hiện bây giờ bất động sản á, nằm trong tay người giàu là chủ yếu. Những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ bất động sản. Như các bạn biết á, ngoài cái nhu cầu thực mà người ta mua để ở rồi á, thì hiện bây giờ bất động sản phần lớn là nó nằm trong tay của giới tinh hoa của người Việt Nam chúng ta. Giới tinh hoa các bạn hiểu đó là những người giàu có, đó là những người kinh doanh, những người là công chức viên chức, những người mà có rất là nhiều tiền, và họ mua họ để đó thôi các bạn ạ. Họ mua họ để đó, họ có thể là người ta cho thuê, có thể là người ta mua để dành cho con cho cái. Cho nên cái việc mà đất có nóng có sốt cũng lạnh nguội gì họ cũng không có quan tâm, và họ cũng không có nhu cầu bán nữa. Mình nói các bạn, nhiều người bây giờ có mấy chục lô đất các bạn ạ, chứ không phải chuyện đùa đó các bạn ạ. Như vậy là các bạn thấy một điều rằng họ không có nhu cầu bán thì đất đâu có giảm đâu các bạn, họ có giữ miết đất thôi, chịu thôi. Rồi nhà đầu tư thì các bạn biết, thì những nhà đầu tư mà có nguồn lực tài chính tốt á, thì họ cũng không có nhu cầu bán ra khi cái thị trường đi xuống đâu các bạn. Thường thường họ giữ giá rất chắc các bạn này. Họ cố gắng người ta cầm cự. Họ biết một điều rằng hiện bây giờ thị trường nó không có tốt, bán ra thời điểm này là giá nó hạ, nó mất đi cái lợi của họ đi. Có khi hồi trước người ta lỡ đầu tư giá nó cao rồi, bây giờ họ có chết sống gì họ cũng phải giữ thôi. Trừ trường hợp anh nào cạc lắm thì anh bán bớt một lô hai lô để anh giải vay, anh trả bớt ngân hàng, chứ còn phần đa là họ vẫn giữ lại để người ta cố cầm cự xoay sở, để cho người ta chờ thị trường nó ấm lên lại để người ta bán cái giá tốt hơn. Vì vậy mà trong thời gian vừa qua là như bạn biết đó, dường như là tất cả các nhà đầu tư, những nhà đầu cơ án binh bất động hết các bạn, giá không giảm các bạn ạ.
Ngoài thị trường một số nơi có sự phát triển quá ảo, quá nóng thì nó có sự giảm giá, nhưng mà sự giảm giá này ở cái mức độ thôi. Còn cái việc mà giảm giá sao như kỳ vọng là điều đó hiện bây giờ chưa có xảy ra các bạn ạ. Rồi một và cái yếu tố mà theo mình đánh giá cũng rất là quan trọng đó là cái lãi suất cho vay hiện nay rất thấp các bạn ạ. Như bạn biết là đợt vừa rồi dính dịch Covid để kích cầu, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển thì chính phủ chỉ đạo các cái ngân hàng là phải hạ lãi suất xuống. Thì hiện bây giờ lãi suất cho vay cũng khá là thấp các bạn ạ. Như các bạn biết là khi đầu tư bất động sản thì các nhà đầu tư luôn dùng cái đòn bẩy tài chính ngân hàng để gia tăng cái khả năng mua tài sản. Thì hiện nay là theo mình biết thì lãi suất cho vay hiện nay còn tầm khoảng dưới 10% các bạn ạ. Dưới 10% so với những cái thời kỳ kia là giá nó không có cao các bạn. Cho nên là họ cố gắng người ta cầm cự được. Nói chung là họ họ có một cái dòng tiền ở đó mà họ có họ trang trải được cái điều đó. Cái lãi suất thấp là một trong những cái điều kiện rất là tốt để cho người ta cầm giữ cái bất động sản lâu hơn các bạn. Nó khác với thời điểm năm 2008 là 9 là 10 các bạn ạ. Các bạn nhớ là năm 2008 là 9 là 10 á, trong cái thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam đang bị khủng hoảng, lạm phát đang tăng rất cao. Cái tăng trưởng tín dụng ngân hàng cũng rất cao các bạn ạ. Cho nên tiền trong lưu thông tràn ngập nhiều và rất nhiều. Cho nên là chính phủ thấy điều đó không có tốt, cho nên là phải bằng mọi giá phải rút cái tiền trong lưu thông về ngân hàng. Muốn điều đó là phải tăng lãi suất ngân hàng. Như vậy là tăng lãi suất tiền gửi. Như vậy là từ 9 đến 10% là tăng đến 10, 11, 12%, thậm chí tới đỉnh điểm là tăng tới 17, 18% luôn các bạn. Cái tiền gửi mà 17% thì rõ ràng cái tiền cho vay là ít nhất cũng là phải 22 đến 23, thậm chí là có ngân hàng là cho vay đến 25% các bạn. Như vậy là trong một cái thời gian ngắn, chính cái lãi vay ngân hàng này các bạn này nó đã làm sụp đổ thị trường bất động sản Việt Nam năm 2011, 12, 13. Đó là lý giải vì sao mà cái thị trường bất động sản thời điểm nó sụp đổ, còn bằng đất bất động sản ngày hôm nay nó cầm cự tốt là nhờ cái lãi vay nó thấp các bạn này. Cho nên các cái nhà bất động sản người ta vẫn còn chịu đựng được. Rồi một cái nguyên nhân thứ tư nữa các bạn ạ. Thay mình đánh giá đó là cái nhà đầu tư hiện bây giờ người ta đang rất là tin tưởng vào sự khôi phục của nền kinh tế Việt Nam sau cơn suy thoái. Như các bạn biết là suy thoái thì ai biết rồi, ngày nào họ cũng đạp, kinh tế thế giới ngày nào họ cũng biết. Nhưng mà như các bạn biết đợt vừa rồi là Mỹ đã tung ra những gói kích thích rất là lớn, châu Âu cũng vậy, Úc cũng vậy, Hàn Quốc các bạn, rồi Nhật Bản cũng vậy. Nói chung tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới này đều sử dụng những cái gói kích thích bơm một cái lượng tiền rất lớn vào lưu thông. Cho nên từ đó mà nó giảm bớt tác động thiệt hại cho cái nền kinh tế thế giới. Vì vậy là tất cả các nhà kinh tế đều rất là tự tin là nền kinh tế thế giới sẽ khôi phục tới hình chữ V chứ không còn là chữ U với chữ L như dự đoán ban đầu nữa. Thì ở đất nước Việt Nam mình những tháng gần đây là những bạn biết là sau dịch Covid đợt một các bạn là cái thị trường chứng khoán các bạn biết là nó tăng dựng đứng lại. Đợt vừa rồi là có những cái sự cố thế giới cho nên là mới có những cái việc mà tụt giảm thôi, chứ còn cái niềm tin vào tương lai của người Việt Nam mình rất là lớn. Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam mình, họ tin tưởng vào cái nền kinh tế thế giới sẽ mau chóng khôi phục và nền kinh tế Việt Nam sau dịch sẽ phát triển một cách nhanh chóng trở lại. Và như vậy họ tin tưởng một điều rằng bất động sản sẽ tốt lên. Thay vì những cách đây 10 năm á, cái thời kỳ mà khôi phục sau khủng hoảng là kéo dài đến 5 năm thì bây giờ còn chỉ 2 năm và 3 năm thôi. Như vậy là họ sẵn sàng người ta giữ bất động sản sẽ lâu hơn và người ta chờ cái ngày mà thị trường ấm và cái sự tăng giá trở lại là một một thời gian không còn bao xa nữa. Như vậy là họ tin một điều rằng điều đó sẽ xảy ra, cho nên không dạy gì để giảm giá để bán tại thời điểm này ra. Rồi một cái nguyên nhân thứ năm nữa các bạn ạ. Như các bạn biết là cái nhu cầu sở hữu bất động sản của người Việt Nam mình rất lớn các bạn. Như các bạn biết cái cung khan hiếm mà các cào cũng lớn nữa thì giá nó tăng thôi.
hoặc là hiện bây giờ giá nó đứng y thì nó cũng có cái lý của nó. Như bạn biết là cái tư tưởng sở hữu bất động sản bằng mọi giá là nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt Nam mình rồi. Các bạn thử đi, cha mẹ các bạn cũng muốn làm gì làm sống chết gì cũng có một miếng đất cho gia đình, và nếu có tiền nữa thì cũng cố gắng mua cho vợ chồng bạn một một lô đất. Nếu nhà hai đứa con thì cũng cố gắng mua cho các bạn mỗi đứa một miếng, ví dụ như vậy. Người Việt Nam mình là không có cái đó, như vậy làm như làm và có miếng đất cắm dùi, không có sống cái kiểu mà đi thuê ở đợ như vậy, là họ không có thích các bạn này. Cho nên cái cào bất động sản rất lớn, cào lớn mà cung thì nó giữ là đó, thì giá đâu có giảm đâu. Các bạn cứ lấy một cái quy luật các bạn tính đây. Và một cái đặc biệt nữa các bạn, hiện bây giờ cái dân số Việt Nam khá đông các bạn ạ. Hiện bây giờ chúng ta có 100 triệu dân, mà Việt Nam là đang vào cái thời kỳ dân số vàng, rất là nhiều cặp vợ chồng trẻ muốn ra riêng chứ không còn muốn ở chung với cha mẹ như ngày xưa nữa. Cho nên cái cào bất động sản nó rất lớn các bạn. Bởi vì sao? Các bạn biết là những cái căn hộ mà giá mà tầm tầm các bạn này là mở ra là bán rất chạy, tầm tầm cả 2 tỷ trở lại là bán rất chạy, thậm chí không có hàng luôn các bạn. Là các bạn biết là cái sức cào về cái bất động sản của Việt Nam là rất lớn. Người Việt Nam mình thích sở hữu bất động sản chứ không thích thuê đâu các bạn. Đặc biệt người Việt Nam mình là không thích thuê bất động sản. Có là ở sở hữu lâu dài cho đời mình và cho con đời sau nữa. Cho nên đời trẻ bây giờ nó không muốn ở chung với gia đình đâu các bạn ơi. Cho nên mình nói các bạn, những các bạn mà lớn lớn tuổi thấy con lớn lớn mà chuẩn bị mà gả dựng vợ ở chồng rồi á, đặc biệt là những cái chị mà chuẩn bị có dao có đồ á, phải đóng tiết con dao vẫn đàng hoàng. Thời này không phải như thời xưa đâu các bạn ơi. Nhớ giùm mình cao đó. Hồi xưa ví dụ như lỡ con gái có bào rồi là quê là xấu hổ với bà con hàng xóm, là nỗi nhục của dòng họ. Nhưng mà cao nó xưa rồi. Bữa nay mình nói các bạn à, bữa nay mà nghe có bào là mừng thế bà tổ luôn, là phải bưng phải bê phải chiều chuộng con dao. Chứ các bạn tưởng mô là như hồi xưa là không có con dọc đâu. Cho nên là mình nói các bạn á, có như vậy là các bạn phải và cưng chiều á, phải làm ra cho con dao mình cho nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó sống với các bạn được, sau này nó chăm sóc cho các bạn. Chứ các bạn mà lùm hùm lùm hổ thế này thế nọ là nói các bạn nó sẵn sàng ra riêng ở rồi. Bây giờ không phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa là vì sao, là các bạn biết không, hồi xưa là người đàn ông là trụ cột gia đình. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp thuần nông, tất cả mọi thứ là nằm trên đôi tay đôi vai của các người đàn ông. Cho nên con dao về là cũng phải thuộc cho người đàn ông, họ không có sự độc lập về kinh tế. Còn bây giờ mọi thứ xã hội khác xa và rất xa, bây giờ là họ có sự độc lập về kinh tế. Các bạn mà nó nạn phát là xin mời là ngày mai xin thưa bố mẹ là con giờ đó con ở riêng liền. Cho nên là các bạn vài bữa các bạn có thương cháu nhớ cháu thì cũng cũng đứng xa ngõ thôi, đâu có chịu về đâu. Cảnh này mình thấy cũng nhiều rồi, nhưng các bạn này chứ không phải là mình nó thay nó bớt nè. Ông ngoại mà ngoại ông nội mình nội thương cháu nhớ cháu không cho về. Thế các bạn tưởng đâu là các bạn ưng ưng nó lớn nó nặng nhẹ được rồi, không có đâu các bạn ơi. Thời đại bây giờ thay đổi nhiều rồi. Cho nên hồi xưa mình nhớ nghe, ví dụ như là con dao mà phải có bào các bạn, mấy bây giờ phong kiến hồi xưa các bạn nè, không cho đón đi cửa trước đâu các bạn à, đưa đi ngõ sau á, lấy cái đồng gánh gắt ngang qua, rồi có cái gì ở trên đảo nữa đi và chui xuống á, bước qua đồng gánh và chui xuống đi ngõ sau đi vô hỏi lý do răng mà kỳ cục đó. Cái là hắn có bào rồi ấy, là hắn bị chui rút đó, là sau này về là mình phải trị hắn chứ không là họ cái ông bà mình nói cao là cái gì đó à, làm dạy công từ thuở lên ba, dạy dạy dao từ thuở mới về, dạy công từ thuở mới về làm dao gì đó. Nhưng mà cao nó xưa rồi, bây giờ là dao là bởi cưng như cưng trứng hứng những hoa. Bạn nào mà đối xử mà không đàng hoàng mà nói với bạn con dao là các bạn không cho các bạn thăm cháu đâu,
bạn có đau ốm cũng không có quan tâm đâu, cho nên mà thương con dao là còn hơn thương con nữa, nhưng phải tự nhiên nói chuyện này là đá qua chuyện khác. À, nói như vui thôi các bạn ơi, đừng quan tâm gì, nhưng mà những điều mình nói là thật chứ không phải là mình nó thêm nó bớt đâu các bạn ạ. Đây là một cái bài báo người ta ghi như thế này các bạn này: tính đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam là đạt 37%, thấp hơn so với các nước Đông Á 50 và châu Á 51%. Như vậy các bạn biết là các cào bất động sản còn rất lớn, phải không? Tốc độ đô thị hóa chậm cho thấy tiềm năng lớn cho sự phát triển trong tương lai. Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người trong năm 2019 và đạt 120 triệu người vào năm 2050, với tỷ lệ đô thị hóa là đạt khoảng 57%. Đô thị hóa có nghĩa liên quan đến bất động sản các bạn. Tầng lớp trung lưu hiện nay chiếm khoảng 13% dân số và được dự đoán sẽ tăng lên mức 26% vào năm 2026. Tổng số hộ gia đình tăng 1,8% so với các năm 2089. Rồi, nôm na các bạn hiểu là như vậy. Nôm na người ta đánh giá là cái dân số Việt Nam đang rất là tốt các bạn này, dân số vàng rất là tương lai, và cái đô thị hóa càng ngày càng càng mạnh mẽ, càng ngày càng mở rộng hơn thì cái nhu cầu bất động sản rất là cao và bất động sản theo cái chiều hướng phát triển rất là tốt. Cho nên là cái niềm tin vào cái bất động sản như vậy nên thì giá nó tiếp tục nó tăng, chứ mình nghĩ là nó khó giỏ các bạn ạ. Rồi thì mình một cái yếu tố cũng tính vào các bạn này, đó là hiện nay Việt Nam là không có thuế đánh vào bất động sản các bạn ạ. Như các bạn biết thì các nước để chống cái việc đầu cơ đất đai mà để hoang hóa thì người ta có một chính sách thuế. Hồi xưa mình đọc cái này mình không thích các bạn ạ. Mình kêu sao các nước tư bản sao ác thế, cái nhà mình ở mình ưng có tiền mình ở mua bán cái nhà mình ở kệ mình, mất gì mình ở đánh thuế cho cao lên, toàn bộ tiền nó nộp thuế cho nhà nước. Tự nhiên mình thấy hồi đó mình không hiểu các bạn này, nhưng mà sau này mình mới hiểu một điều rằng đó là một chính sách có rất hay của họ các bạn. Cái hay của như thế này các bạn này, có nghĩa rằng bạn có nhu cầu thực hay là bạn ở, còn bạn không có nhu thực bằng ở thì nội có thuế này các bạn đóng hàng năm là bạn chịu không có nổi đâu các bạn ạ. Cho nên lẫn chống cái việc đầu cơ, chống cái việc để đất hoang hóa, lẫn nằm cái hai lẫn nằm chỗ này các bạn ạ. Các bạn hãy tưởng tượng đi, các bạn có một cái nhà giá trị là 300 ngàn đô, hiện bây giờ là nhân tầm tầm từ 1 đến 2,5% một năm, là một năm các bạn đám 7 ngàn đô hoặc là dưới hơn các bạn ạ. Nếu như các bạn ở thì các bạn trả cái giá này thì mình đồng ý, đúng không? Nhưng mà đất các bạn để hoang hóa mà tự nhiên một năm các bạn đá này tiền là một điều đó là lãng phí. Cho nên là vì sao các bạn đi các nước là các bạn thấy không có tình trạng để đất hoang hóa, là vì sao? Là vì thuế bất động sản nó cao quá, ai điên khùng gì mà tự nhiên mua đất vứt ở đây làm gì, tự nhiên trả tiền không không. Ở Việt Nam thì hắn lại ngược lại các bạn, ở Việt Nam hiện bây giờ là không có thuế đánh vào bất động sản, cho nên là người giàu cứ mua bất động sản xong rồi để đó, họ không có nhu cầu, người ta ở, người ta cứ để năm này qua năm kia. Mình nói là nhiều khi cỏ mặt bò ăn chứ cũng chả làm cái gì hết. Bởi nhiều lúc mình đi quay phim các bạn, mình đi quay phim mình giới thiệu miếng đất này hiện bây giờ giá 2 tỷ 3 tỷ, có lô 5 tỷ 10 tỷ các bạn này, mình quay lần trúng cái chỗ ông bò ăn cỏ, cái các bạn vào comment anh kêu anh ơi đất như để hoang hóa cỏ mặt bò ăn mà anh gì đất ghi gì mà 5 7 tỷ, thì mình cũng đồng ý các bạn nói thôi chứ, nhưng mà thực tế là đất giá trị như rứa, khổ là như rứa đó các bạn này. Cho nên ở Việt Nam mình bây giờ có nhiều cái nó cũng éo le lắm các bạn. Người có nhu cầu ở thì không có đất để ở, mà người không có nhu cầu ở thì để đất trần lân để hải, để hoang hóa, để cỏ mặt bò ăn. Cho nên đây cũng là một sự lãng phí, nó bắt nguồn từ chính sách thuế của mình các bạn. Đợt vừa rồi này, cách đây mấy tháng mình cũng làm một cái bài nói về cái thuế mà liên quan đến bất động sản các bạn này. Có một số bạn comment là mình là không hiểu vấn đề gì hết, đánh thuế thì làm gì bất động sản giảm. Thì các bạn đưa ra quan điểm như thế nào đó thì tùy theo các bạn thôi. Nhưng mình tin một điều rằng nếu đánh thuế bất động sản thì bất động sản sẽ giảm, mình đảm bảo các bạn luôn á. Nhưng hiện bây giờ điều này chưa xảy ra đâu các bạn ạ.
Thì bạn biết là tất cả các nhà giàu Việt Nam hiện bây giờ là đều sở hữu đất hết, cho nên người ta cũng tác động đủ thứ để cái việc mà đánh thuế này kéo dài chừng nào hay chừng đó. Nhưng mình tin một điều như thế này các bạn này, tầm tầm cỡ 5 đến 10 năm sau á, mình nghĩ thế nào quốc hội cũng thông qua luật đánh thuế vào bất động sản hoặc luật đánh thuế vào tài sản, non na hiểu là như vậy, chứ không thể nào để cái việc này nó xảy ra dai dẳng một cách như vậy các bạn ạ. Tại vì các bạn hãy tưởng tượng một điều như thế này: anh mua một miếng đất 20 tỷ, anh mua sang anh vứt đó, nó không tạo ra giá trị gia tăng, các bạn đồng ý với mình không? Anh để hàng hóa 1 năm, 2 năm, 3 năm, miếng đất nó vẫn là 20 tỷ, biết rằng nó 20 tỷ nhưng mà là miếng đất hàng hóa. Còn nếu như 20 tỷ đó thay vì anh đầu tư bất động sản thì anh đầu tư vào thị trường chứng khoán, hoặc là anh mở một cái doanh nghiệp, hoặc là anh mở một cái đơn vị dịch vụ đó, mà cái đó là nó tạo ra giá trị việc làm cho nhiều người khác, và khi đồng tiền đưa vào lưu thông á, thì nó tạo ra một cái sức sức bật mới, nó tạo nên cái vòng cái đồng tiền nó lưu chuyển, như vậy là thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây là một cái quy luật mà các bạn, mình nghĩ là các bạn biết hết trơn rồi, mình tin là điều đó sẽ ra các bạn ạ. Mình tin là một điều tầm tầm cả 10 năm nữa thôi là sẽ có luật thuế bất động sản. Như vậy là cái tình trạng đầu cơ bất động sản, mình nghĩ rằng điều đó sẽ khó xảy ra đó. Không bao giờ để cái việc hoang hóa như thế này các bạn này. Các bạn hãy tưởng tượng một điều nữa, các bạn để đây, các bạn nam đáng thêm 100 triệu, đố các bạn để thôi cũng rút quân bán về lấy tiền nó làm kiểu khác chứ, ai để như thế này một năm tự nhiên đám mát đó, là mình nói một miếng các bạn ạ. Nếu như bạn muốn có 2 3 miếng thì một năm các bạn đám mấy triệu thì tiền đâu các bạn đám, lợi nhuận một năm không thể bù đắp để trả cái tiền thuế đó thì thôi thì dạng gì thì mình để nó làm gì, thôi để tiền mình kinh doanh nó khác. Đó là một quy luật kinh tế là các bạn, chỗ nào có tiền là các bạn làm, còn chỗ nào các bạn thấy không có tiền là các bạn không đầu tư, đơn giản vậy thôi. Cho nên ở một số nước mình thấy các bạn không có tình trạng đầu cơ để đất hàng hóa như thế nào đâu các bạn. Rồi một cái yếu tố nữa mà thời gian qua nói đi nói lại rất rất là nhiều, đó là cái tình trạng mà cung bất động sản giảm rất là sâu các bạn. Như bạn biết đầu vừa rồi là có những dự án gặp vấn đề về pháp lý, cho nên nhà nước không có phê duyệt, không có duyệt, cho nên cái nguồn cung ra là hạn chế, trong khi cào lớn thì giá cả nó không không giảm thôi, đơn giản vậy thôi. Đúng ra là giá tăng kia, nhưng mà hiện bên đây có dịch Covid này, tình hình kinh tế suy giảm này, cho nên giá nó không tăng, một tăng rất là nhẹ thôi các bạn ạ. Đây là một cái bài báo mà mình đang để mình chia sẻ với các bạn này. Theo ghi nhận này, dù thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận đã có dấu hiệu rục rịch từ thời điểm quý 1 năm 2020, tuy nhiên đó cũng chỉ là con số khá khiêm tốn so với thời kỳ năm trước ngoái và các năm về trước. Theo Savi Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp nửa đầu năm 2020 giảm 52% theo năm với 9.010 căn, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Riêng nguồn cung mới trong quý 2 cũng giảm 55% theo quý và 74% theo năm. Đó, nôm na là những nguồn cung bất động sản hiện bây giờ đang giảm các bạn. Khi nguồn cung giảm, cào lớn thì giá cả nó tăng, hoặc chí ít là nó giữ đó, nó không giảm giá đâu các bạn ạ. À, các bạn hiểu vấn đề là như vậy. Rồi một cái nguyên nhân thì mình đánh giá nữa là cái bất động sản là một cái kênh đầu tư rất là an toàn và lợi nhuận cao trong một cái thời gian dài hạn, vì vậy nên mọi người đều thích đầu tư vào bất động sản. Như các bạn biết là tất cả các đại gia Việt Nam giàu có đều liên quan đến bất động sản các bạn ạ. Các bạn nhìn tới đây, tập đoàn Vingroup này, Sinroup này, rồi một số tập đoàn khác, các bạn nhìn tới đây, mặc dù họ đầu tư vào những cái du lịch này rồi công nghệ này, nhưng mà có bất động sản trong đó các bạn ạ. Mà không riêng gì đại gia bất động sản đó các bạn ạ, những người giàu có Việt Nam là ví dụ những nhà là doanh nhân này, họ buôn bán cái gì không biết nhưng mà họ đều dùng cái tiền đó để đầu tư vào bất động sản. Và mình thấy tất cả những người lao động, những người công chức viên chức, những người nào làm ra tiền á thì họ cũng muốn đầu tư vào bất động sản. Các bạn để ý các bạn xem, ngay cả trong gia đình các bạn á,
làm cha làm mẹ là anh là chị là cô bác chú gì làm cái gì không cần biết, nhưng mà có một cái nguồn tiền ra lúc nào cũng nghĩ trong đầu rằng thôi đi mua đất đi đó, các bạn thấy không? Cho nên đất cát là nó dính liền với cái tư duy của người Việt Nam rồi. Cho nên nói người Việt Nam giàu có là phải nói về đất cát các bạn ạ. Chứ các bạn nói 5 tỷ 10 tỷ không ăn thua đâu, các bạn mà nói người ta có 3 miếng đất là nó có giá trị lắm, chứ nói 3 tỷ không sợ. Như các bạn biết là từ khi thị trường bất động sản hình thành từ 1993 đến nay thì giá đất đã tăng lên vài chục lần rồi các bạn ạ. Cho nên phải nói là đầu tư bất động sản là một cái kênh rất lợi nhuận, là một cái kênh đầu tư khá an toàn, cho nên là ai cũng muốn nhảy vào đầu tư. Thì ai cũng muốn nhảy vào đầu tư thì rõ ràng giá thì làm sao nó giảm được các bạn, có nghĩa là có cào nó cao đó các bạn ạ, các bạn có hiểu là như vậy. Theo mình một cái nguyên nhân một thời gian vừa qua nữa thì những bạn biết là bất động sản nó không giảm là vì sao các bạn? Bởi vì một số bất động sản mình thấy ở những vị trí đẹp, ở những vị trí tạo ra dòng tiền thì dường như bất động sản nó cũng không có giảm các bạn. Như các bạn biết thì Hà Nội 36 phố phường các bạn ạ, khu phố cổ á. Đợt vừa rồi dịch Covid thì mình ghi nhận là mình đọc báo mình thấy là người ta giảm giá cho thuê thôi, chứ còn cái giá trị của cái nhà của họ là mà các bạn đụng vô thì giá cũng y cái thôi, không bao giờ giảm, thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên là những cái nhà mặt phố mặt tiền là mình nghĩ nó sẽ không bao giờ giảm giá. Và một cái điều quan trọng nữa là những cái hạ tầng của khu đô thị đã được kết nối trung tâm thành phố này, những cái tiện ích trong khu đô thị ngày càng hoàn chỉnh, ví dụ như là công viên, bể bơi, nhà trẻ, phố thương mại, khu vui chơi giải trí, trường học. Khi ban đầu thì những cái dự án này mới hình thành thì những cái tiện ích này nó còn rất là sơ khai, nó nhà đầu tư người ta chưa có đầu tư. Dần dần theo năm tháng chủ đầu tư tiếp tục đầu tư vào những cái tiện ích này, nó dần dần nó hoàn thiện thì cái giá trị của cái bất động sản trong một khu đô thị này nó tăng lên. Như vậy thì khi những cái tiện ích này nó hoàn chỉnh lần thì nó làm tôn cái giá trị của bất động sản của cái đô thị này lên, cho nên giá nó không giảm đâu các bạn ạ. Rồi ngày hôm nay mình có một vài cái thông tin, một vài cái gọi là cái nhỏ nhỏ thôi để chia sẻ với các bạn. Những điều mình lý luận có khi nó chưa đúng hoặc là nó còn thiếu sót cái điều gì thì các bạn bổ sung thêm. Mình mong rằng các kiến thức thì vô tận, mỗi người biết một chút đỉnh rồi chia sẻ với nhau thì dần dần chúng ta có một cái kiến thức lớn rộng rãi hơn, và càng ngày chúng ta càng thông minh thông thái chuyên nghiệp hơn trong cái vấn đề mà đi đầu tư bất động sản. Mình nghĩ rằng cái bài này mình chia sẻ với những người mới đầu tư hoặc là những anh em vào nghề hoặc là những người mới biết sơ sơ về bất động sản. Còn những người mà đã thực sự thành công rồi á thì mình nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện bình thường đối với họ, thậm chí họ biết rất rõ các bạn này. Những cái điều mình chia sẻ ra là những nhà đầu tư, những nhà đầu tư lớn, những nhà mà gọi là thông thái, những con người thành công á, là những điều này là họ đã biết rồi, đối với họ là chuyện bình thường. Mình nói ra có khi là họ kêu cái chuyện này có gì đâu mà chú phải nói, chuyện này là tớ biết trang rồi đó chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là mình biết, mình chia sẻ cho cộng đồng, chứ còn mình biết mình để cho riêng mình thì có khi là một mình biết thôi. Rồi mình nghĩ rằng cái điều đó rồi theo năm tháng một ngày nó đó thì chúng ta chết thì chúng ta đem xuống mồ thì nó cũng không có ích gì. Kiến thức mình tuy nhỏ nhưng mình chịu khó mình chia sẻ với cộng đồng để tất cả chúng ta càng ngày càng có kiến thức nhiều hơn, để tạo nên một cái cộng đồng mà thật là tốt. Cũng vì cái tương lai bất động sản Việt Nam nó phát triển càng ngày nó theo một cái xu hướng nó chuyên nghiệp, nó rõ ràng, nó minh bạch, để bớt cái tình trạng mà gập ghềnh, nó xoay sở nó rất là khó khăn. Để làm sao như thế nào các bạn, để làm sao cho tất cả những người đi đầu tư bất động sản đều có lợi nhuận, đừng để cái tình trạng mà lừa đảo rồi đạp dẫm lên nhau, anh này lợi nhuận nhưng mà anh kia chết, là điều đó nó không có hay đâu các bạn ạ. Làm bất động sản là tất cả mọi người đều được lợi thì cái đó mới bền vững và lâu dài.
mà đó là đạo đức trong kinh doanh nữa các bạn ạ. Cái đợt vừa qua mình thấy cái việc mà đầu cơ bất động sản nó ra thiệt hại lớn quá các bạn ạ. Sự thu nhập người này thì lại có mất mát của người khác, cho nên đó cũng là một điều không có hay. Rồi, ngày nay mình có một vài ý để chia sẻ như các bạn vậy thôi. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký kênh giùm mình nhé. Bye bye, chào các bạn ạ.